ngày 1 tháng 11 năm 2024, ngày đầu tiên của tháng 11 mà cũng là ngày cuối cùng của tuần, đúng không? Anh chị em thấy chán chưa, đúng không? Chán nản rồi đúng không? Thị trường đầu tư rất là khó đúng không? Thì mình cũng chia sẻ cho anh chị em rất là nhiều lần rồi ha. Tâm lý nhỏ lẻ bây giờ là chán nản, và phần phần lớn là sẽ được khuyến nghị là bán hoặc hạ tỷ trọng, ok, về full tiền, thậm chí cầm có 10-20% cổ phiếu đánh cho vui thôi, đúng không? Thì đối với mình, trạng thái này là trạng thái rất là an toàn để là đầu tư. Và anh chị em cần phải hiểu rõ là an toàn để đầu tư nó khác với là quá trình kiếm tiền nha. Giống như anh chị em mua nhà thì đây là một trong đây ví dụ như là một cái thời điểm rất là tốt để mua nhà, thì không đồng nghĩa với lại thời điểm rất là tốt để bán nhà. Hai cái đó nó hai cái đó là hai cái nó khác nhau ha. Trong khi thời điểm rất là tốt để mua nhà và cái thời điểm rất là tốt để mà sinh lời từ cái việc mua cái nhà đó là thời điểm bán nhà, thì nó sẽ có một cái khoảng thời gian. Giờ rồi, ok, trước tiên mình sẽ chia sẻ cho anh em một phần nhỏ trong một cái bản tin đặc biệt tối hôm qua mình gửi cho anh chị em hội viên ha. Rồi, đầu tiên anh chị em nhìn kết ngày hôm nay đúng không? Kết ngày hôm nay VN không cần biết gì hết, nhưng mà vol vẫn là ở trong một cái trạng thái vol thấp hơn trung bình 20 ngày ha. Rồi, nghĩa là trong suốt một cái thời gian vừa qua khi mà thị trường vận động chán nản khó chịu, vol là vol thấp, thì mình chia sẻ với anh chị em trạng thái vol thấp là trạng thái rất là an toàn ha. Rồi, đây anh chị em nhìn lại ha. Ok, đây là đặc điểm chung, và đây là trên VN khung ngày. VN khung ngày nha, VN khung ngày thì đặc điểm chung của một số cái quá trình chân sóng nha, anh chị em thấy nè, đây quá trình giảm nè, giảm nè, xong rồi xong bắt đầu chân sóng để đi lên nè, đúng không? Đây anh chị em nhìn đặc điểm chung nè, vol cực kỳ thấp ha, vol rất là thấp. Thì trạng thái lúc nào cũng vậy thì anh chị em sẽ hình dung được á, là ý gọi là gì, thị trường đi lên trong chán nản, trong nghi ngờ, nó là như vậy ha. Vol thấp ở đây nó có nghĩa, còn có nghĩa là gì, phía trước đây là một cái quá trình, đây là một cái quá trình gọi là quá trình tích lũy. Tích lũy có nghĩa là mọi người hiểu đơn giản, tích lũy nó là ngược của phân phối. Phân phối là cổ phiếu được tiền lớn trao tay cho tiền nhỏ, còn ngược của phân phối đó là tích lũy, có nghĩa là gì, đó là tiền lớn sẽ ép nhỏ lẻ bán, và bán cho ai, dĩ nhiên là bán cho tiền lớn ha. Cho nên là vol lúc nào nó cũng vol thấp đúng không? Đó, đây là lần thứ nhất, khoảng chừng tháng 4 năm 2023. Anh chị em xem cái chân sóng ngắn hạn lần thứ hai là khoảng chừng tháng 12 năm 2023, anh chị em nhìn ha. Rồi đặt chân nè mọi người nè, giảm 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 nguyên cái vùng này mọi người nhìn là vol rất thấp ha, vol đoạn này rất thấp luôn, thấp hơn trung bình 20 ngày, vol rất là thấp đến chán nản, và nó cũng ngang ngang đâu đó cái thời điểm tháng 4 đúng không? Anh chị em nhìn là đó, mình vẽ một cái đường ngang qua ngang ngang thời điểm tháng 4, vol rất thấp ha, và thị trường cũng đi lên trong sự chán nản, sự hoài nghi sau khi nhỏ lẻ bị ép bán liên tục ép bán, bị cưa chân bàn như mình đã chia sẻ rất nhiều rồi ha. Rồi và bây giờ chúng ta xem hiện tại thời điểm của chúng ta thì hiện tại như thế nào ha. Chúng ta thị trường á, là đây đây là bạn nhìn anh chị em thấy không, vol rất thấp ha, và thậm chí là thấp bằng luôn cả những thời điểm thấp nhất trong tháng 4 năm 2023 hay là tháng 12 2023 luôn, cái đường màu đỏ mình kẻ vol rất thấp. Thì đây đây chắc chắn là đây là không có quá trình phân phối gì hết, mà đây như là quá trình tích lũy ha. Rồi anh chị em cứ nghĩ đơn giản nè, bây giờ anh chị em chán nản lắm rồi ha, anh chị em chịu nổi, anh chị em bán cổ, và anh chị em nghĩ anh chị em bán cho ai, bán cho nhỏ lẻ hả? Có nghĩa là mình bán cổ là bởi vì mình chịu không nổi rồi mình phải cắt lỗ, hoặc là mình thấy thị trường chán quá mình bán, anh chị em nghĩ anh chị em bán cho ai, rồi bán cho nhỏ lẻ hả? Trong khi nhỏ lẻ nào cũng giống như anh chị em, cũng chán nản, cũng sợ, bởi vì là cứ mua cái nào là bị đập cái đó, rồi cũng ở trong những hội nhóm, và hội nhóm nào cũng kêu là phải hạ tỷ trọng, hội nhóm nào cũng 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 nói là gì, là bán hết cầm tiền. Thì anh chị em nghĩ, và anh chị em những cái lệnh anh chị em đặt bán trong thời điểm này thì anh chị em bán cho ai, bán cho ai, đúng không? Ok, đó là cái logic rất là đơn giản giữa phân phối và tích lũy ha. Quá trình tích lũy là quá trình gọi là gì, hay gọi là quá trình gom cổ phiếu, mà tiền lớn họ sẽ gom cổ phiếu. Giờ rồi thực tế mà nói là anh chị em theo dõi trong phiên, anh chị em thấy kinh, nhiều bạn cũng có nhắn đầu tư đoạn này càng đầu tư càng lỗ ABCD đủ thứ gì hết ha. Nhưng mà anh chị em nhìn kỹ ha, tổng bản chất nó khi mà trên khung rộng nó vẫn vậy, nó vẫn vậy chứ, mà nó vẫn vậy thôi nè, mọi người nhìn nè, nó vẫn vậy, nó vẫn đi ngang vậy. Anh chị em ví dụ như là DXG 10 14 15 16 qua một thời gian sau quay lại nó vẫn vậy đúng không, PDR 20 21 qua đi qua lại nó vẫn vậy, nó vẫn cứ như vậy thôi không? Nhưng mà nó cứ lên xuống, nó dập dìu, làm cho anh chị em nào theo dõi trong phiên nó sẽ rất là khó chịu và rất là áp lực đúng không? Mua mã nào cũng cắt lỗ, mua mã nào cũng không có lời. Đúng, đây là giai đoạn rất là tốt để đầu tư, và cái giai đoạn tốt để đầu tư nó không đi đôi với giai đoạn tốt để kiếm lời ha. Mình gửi lại cho anh chị em xem nè,
Có phải đây là giai, ví dụ như trong hình này ha, đây là giai đoạn rất là tốt để đầu tư, có phải là giai đoạn rất là tốt để anh chị em mua không? Đúng không? Mua cổ phiếu đúng không? Mua rất an toàn đúng không? Đó, đây là giai đoạn rất là tốt để đầu tư. Thì chắc chắn giai đoạn tốt để đầu tư không phải là giai đoạn tốt để kiếm tiền, mà giai đoạn tốt để kiếm tiền là đoạn này sau khi mà anh chị em bán những cái mã mà anh chị em đã mua ở quá trình anh chị em đầu tư, đúng không? Tư duy rất là đơn giản đúng không? Tương tự như vậy, đây là giai đoạn rất là tốt để đầu tư. Đầu tư cho anh chị em, chẳng lẽ anh chị em mua đầu tư đây xong anh chị em bán đây à? Bán đây à? Đúng không? Lại không lẽ mua đây xong bán đây à? Đúng không? Không phải, giai đoạn rất tốt để đầu tư nghĩa là gì? Là mua ở đây và bán ở vùng ở trên này, đúng chưa? Do đó là gì? Giai đoạn rất là tốt để đầu tư nó hoàn toàn khác với giai đoạn rất là tốt để kiếm tiền, hai cái đó hai cái ngược nhau ha. Khi nào mà anh chị em nghe thấy ở đâu cũng khoe lãi là đó là giai đoạn anh chị em kiếm tiền được bằng việc là chốt những cái mã mà anh chị em mua ở giai đoạn tốt ở mà ở đầu tư. Ok. Rồi, quay trở lại. À, hôm nay mình không sáng hôm nay mình cũng không có nhận định gì nhiều, à, xin lỗi, nhận định gì nhiều cho anh chị em ha. Rồi chúng ta cùng xem thị trường hôm nay như thế nào. Rồi đầu tiên là vừa đi khung ngày, vừa đi khung ngày thì anh chị em thấy là gì? Có nghĩa là cái ô này tạm thời mình bỏ cái ô này coi nha. Cái ô này mình vẽ. Tầm có nghĩa là gì? Là Verni sau khi hoàn thành quá trình cân bằng khung ngày vào ngày thứ sáu, xin lỗi, vào ngày hôm qua là đã hoàn thành quá trình cân bằng khung ngày rồi, thì nó coi như là gì? Xác nhận có một cái đáy số 1. Thì ngay lập tức ngày hôm nay nó quay trở lại nó kiếm cái đáy số 2 ở khung ngày ha. Thì hiện tại á, là cái điểm thấp nhất của đáy số 2 á, nó đang là 1254, và cái điểm thấp nhất của đáy số 1 nó đang là 1251, có nghĩa là nếu nó vẫn cao hơn đáy số 1, nó thấp hơn thì như vậy nó sẽ dễ tạo thành phân kỳ dương hơn, nhưng mà nó không thấp hơn. Và cái điểm dừng vẫn là MA 200, MA 200 ngày ha, điểm dừng MA 200 ngày, thị trường vol cũng giao dịch vol thấp thôi. Vẫn là vol thấp như mình chia sẻ cho anh chị em bán cho ai mới được chứ. À, có bê anh em nghĩ đoạn này có cái đoạn là tiền lớn họ họ xả cổ phiếu ra xong rồi tiền nhỏ mua không? Chuyện đó chuyện không bao giờ có đúng không? À, cho nên là gì, đối với mình đoạn này là đoạn rất an toàn, anh chị em cứ kệ cho nó vận động thôi, cứ kệ cho nó vận động chả vấn đề gì. Vol vol nếu mà vol lớn có thể xảy ra thì có thể là do quá trình đấu đá của khối ngoại với lại tự doanh tổ chức trong nước thôi, đúng không? Chứ còn nhỏ lẻ đoạn này không, chắc chắn là không phải là lý do làm cho vốn lớn được, đúng không? Không phải là nhỏ lẻ là người đứng ra mua những cái cổ phiếu mà do tiền lớn họ họ phân phối, chuyện đó là chuyện không có trong đoạn này ha. Rồi mình chia sẻ nhanh như vậy rồi tiếp tục chúng ta xem coi trong trong lòng của Vini hôm nay thì hôm nay có tới 290 mã giảm đúng không? Mid giảm 1%, VN30 giảm cũng khoảng đâu đó cũng 1% và thị trường chung giảm 0.8%. Rồi thống kê thị trường nước ngoài bán 300 tỷ, trong đó là Masan rồi cả Kindle và Vinhome đã vượt qua con số này, cho nên là nước ngoài cũng mua khá khá ha. Như vậy nước ngoài mua chủ mua gì, VP Bank khá dữ, Tech, MWG, CTG, Vinamilk, DXG, Hà Đô Group, DGC. Như vậy trong mid chúng ta là thấy có sự tham gia của những cái mã bất động sản đúng không? Nhà bất động sản. Rồi PDR đúng không? Mẹ bất động sản gì vậy? Mình cũng hay chia sẻ với anh chị em bất động sản của mình luôn dành sự ưu tiên cho DXG và PDR ha. Thì hôm nay nước ngoài cũng và Nam Kim, ok. Rồi chiều bán là đó như mình chia sẻ ha, Masan, Vinhome, KDC, FPT đúng không? Nên Nam Long cũng khá là đặc biệt ở cái quá trình kéo ATC ha. Rồi đó là trên khung ngày, trên khung ngày như vậy là tiếp tục do đáy số 2 thôi ha. Cái này đường này nó hơi bị mình tập mình xoáy này đi nha. Như vậy tiếp tục là kiếm cái đáy số 2, chúng ta có đáy số 1 rồi, tìm đáy số 2 và hiện tại nó đang cố gắng nó cân bằng ở đâu? Ở MA 200, MA 200 ngày, MA 200 ngày rồi đó là khoảng 1250 cộng trừ ha. 1250 cộng trừ. Rồi ở trên khung giờ, ở trên khung giờ thì bây giờ tiếp tục, và sau khi nói chung là khung giờ thì bây giờ nó lại tiếp tục và quay lại về cái vùng quá bán ha, cố gắng đi xuống chút xíu nữa ha, thì như vậy nó sẽ có lực lên ha. Đoạn này anh chị em đừng có bấm ngắn hạn nhiều quá ha. Mình đã chia sẻ rất rõ rồi, đoạn này là đoạn rất an toàn để mà đầu tư
nhưng mà không phải là đoạn để không phải là đoạn để kiếm tiền. Bây giờ mà anh chị em vừa muốn an toàn để đầu tư mà anh chị em vừa muốn có lời thì không có, đó phải là đoạn này, chắc chắn nó không phải là đoạn này. Cho nên nhiều anh chị em cứ hỏi mình đoạn này đầu tư không có lãi, bình thường, rất bình thường. Anh chị em nhìn rất là rõ ha, đoạn này đầu tư không có lãi là chuyện rất là bình thường. Anh chị em nhìn khung khung tháng này, chúng ta có 8 tháng đi ngang mà, đúng không? Chúng ta có 8 tháng đi ngang thì đầu tư không có lãi là chuyện bình thường. À, đây không phải là giai đoạn để kiếm tiền, đơn giản là như vậy, nhưng nó là một giai đoạn an toàn để đầu tư. Dạ, mình đã chia sẻ rất là kỹ ở trên này, là anh chị em nhìn là anh chị em hiểu hiểu rõ được cái ý mình nói ha, mình cũng không muốn nói nhiều hơn về cái ý này nữa, đúng không? Anh chị em cứ nhìn, đúng không? Đây, đây có phải là đoạn rất là an toàn để đầu tư, đoạn rất tốt để đầu tư không? Có nghĩa là đây là đoạn anh chị em giải ngân đây nè, giải ngân thậm chí là gì, có nghiêng là gì, giảm giải ngân ở đây hay ở đây hay ở đây hay ở đây hay ở đây, thậm chí ở đây ở đây ở đây, thì so với cái đoạn này nó không xí nhê gì hết á. Giống như mình chia sẻ với anh chị em, mình nói ví dụ đi, VCI đúng không, 34.3, 34.4 cộng trừ, bây giờ nó có xuống 33.9, 33.8, 33.5 đi nữa, thì anh chị em hình dung nó giống như là đoạn này, đoạn này, đoạn này, đoạn này, đoạn này, và khi anh chị em chốt lại là đoạn trên này á, đúng không? Nó, cái độ an toàn của nó rất là khó có thể giảm sâu tiếp tục. Tại sao giảm sâu, tại sao nó khó giảm sâu? Đơn giản vô cùng, tại vì cổ phiếu bây giờ là nằm trong tay tiền lớn, mà tiền lớn sao mà tự nhiên đi đạp cổ phiếu mình cầm xuống quá sâu làm chi, nó mức vừa phải thôi, để làm gì, để đảm bảo là nhỏ lẻ, đúng không? Đây anh chị em mình nói ví dụ VCI nè, anh chị em thấy gọi là VCI nè, rồi VCI đây đây, ok, bắt đầu thấy cân bằng rồi đúng không? Đây vô 34 cho mấy, mua một phát ở đây là hàng về là cắt lỗ, đơn giản vậy. Để làm sao để một cái đoạn tiếp theo, một cái đoạn mà nó kéo lên mà nó cân bằng, quá trình cân bằng cùng ngày ở đây ví dụ như vậy, quá trình cân bằng cùng ngày ở đây thì nó lại chắc chắn lại không dám mua vào nữa. Để làm gì? Để khi mà tiền lớn kéo thị trường vào sóng thì nhỏ lẻ chỉ đứng ngoài thôi, bởi vì mua là sợ bị bull trap, mua là sợ bị đạp, đơn giản như vậy thôi. Đó là lý do tại sao mà thị trường luôn đi lên trong sự hoảng loạn, luôn đi lên trong trong nghi ngờ, và anh chị em phải hiểu cụ thể là gì, cụ thể hóa của cái việc đó là gì. Thị trường đi lên trong lúc nhỏ lẻ cầm tiền và không mà không dám mua, và cổ phiếu nằm trong tay tiền tiền lớn ha. Rồi hôm nay đó một số cái mình coi, một số cái nổi bật hôm nay đúng không? Anh chị em nói này, mình không có đầu tư, ví dụ như đây mình cũng chia sẻ với anh chị em rất nhiều, mình bản thân mình không đầu tư BCG, bởi vì đây là mã đối với mình là penny, nó không ảnh hưởng nhiều penny, và nhiều rất nhiều anh chị em cầm cầm BCG rồi bị kẹp rồi ABCD, mình nói không, không có bán cái gì hết, tại vì đơn giản là gì, đây là anh chị hỏi hỏi suốt ở đây, mình nói đây nó đơn giản nè, mọi người nhìn RSI nè, nó nằm ở cái vùng nền trung hạn mà bán làm cái gì, đúng không? Cứ bao nhiêu ngày nào cũng hỏi, ngày nào cũng nhắn cho mình, trời ơi, chán quá, thị trường tăng mà BCG nó yếu thực sự luôn, ngày nào cũng nhắn hết trơn nè, mọi người thấy nè, nè tuần nè nó cưa 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 nè, cưa 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 nè, đến khi mà chán nản nhất là đúng không, bụp phát là vừa đủ hoàn thành quá trình cân bằng cung tuần luôn, có nghĩa là BCG đã hoàn thành xong phần đáy trung hạn. Đây nè anh chị em nhìn RSI nè, đúng không, 34 nè, tăng một phát lên 45. Đúng rồi, tăng một phát lên 45 có nghĩa là gì, 10 điểm RSI cung tuần, hoàn thành quá trình cân bằng cung tuần luôn. À, luôn luôn là như vậy ha. Đây là quá trình anh chị em nhìn, quá trình rũ bỏ nè, rũ bỏ nè, rũ bỏ nè, rũ bỏ nè, vô nè, thấp 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 thấp, cực thấp nè, đúng không? Đó rồi bọn này là bắt đầu kéo và cái bắt đầu hoàn thành được quá trình cân bằng cung tuần. Nhưng hoàn thành quá trình cân bằng cung tuần có nghĩa là biến vùng này là vùng đáy trung hạn, không có nghĩa là từ đây nó sẽ đi lên liền nha anh chị em, chắc chắn là như vậy. Tại vì sao? Vì đoạn này bắt đầu nhỏ lẻ cũng có thể là sẽ đu, nó sẽ tiếp tục, có thể nó hoàn toàn là nó có thể là làm thêm một cái đáy trung hạn lần thứ hai nữa, như những cổ khác, như những cổ và chứng khoán hay là bất động sản khác, nó đều làm như vậy hết. Giờ những cái từ từ rồi câu chuyện của Nam Long cũng vậy, anh chị em nhìn Nam Long nè, đúng không? Đây Nam Long nè, đúng không, xuống nè, lên nè, hoàn thành quá trình cân bằng khung ngày gần gần được, tưởng tạo một đáy nè, bu vô phát đạp hàng về lỗ, rồi tiếp tục tăng lên, bu vô phát đạp về hàng lỗ, rồi tiếp tục đây, bục phát rất là lại lại đi lên ha. Nam Long rất là ok kiểu vậy. Và Nam Long này nó hoàn toàn nó chỉ vận động ở trong vùng gì, ở trong ATC ha, tất cả mọi thứ nó chỉ xảy ra trong ATC đúng không? Cái việc kéo ATC nhiều người kêu là do không đồng thuận rồi kè rồi yếu tiền yếu, vậy nói chung đừng, mà anh chị em không cần phải quan tâm, anh chị em chỉ cần biết là cái việc kéo ATC với một cái vốn lớn như vậy là không phải là câu chuyện của tiền nhỏ, mà chỉ có tiền lớn mới làm thôi, được chưa? Và tiền lớn, chỉ có tiền lớn mới làm cái việc này như vậy thôi ha. Rồi còn gì cần chia sẻ với anh chị em không? Mình nghĩ bình thường ha, tất cả những cái gì quan trọng nhất mình đã chia sẻ hết cho mọi người rồi. Và như mình cũng đó chia sẻ với lại rất nhiều trên rất nhiều video á, mình cũng có không hề có một ý muốn thay đổi cái suy nghĩ của số đông là thị trường
đang rất xấu, ok, thị trường đang rất xấu và bán hết cổ phiếu đi, cầm tiền, cầm full tiền và chờ cơ hội vào, đúng. Mình không hề thay đổi suy nghĩ gì đó, nhưng mình chỉ muốn chia sẻ với anh chị em là giai đoạn này là giai đoạn rất an toàn để đầu tư, rất đáng để đầu tư và thậm chí là rất hiếm để đầu tư khi mà thị trường tích lũy 8 tháng ha. Không dễ gì có cái chuyện thị trường tích lũy 8 tháng ha. Và rõ ràng là anh chị em cứ nghĩ một ý chị mình chia sẻ cực kỳ đơn giản, sợ quá đúng không? Bán đúng không? Bán rồi anh chị em nghĩ anh chị em bán cho ai mới được chứ. Masan đi, Masan đi, lấy ví dụ như Masan đi. Nè, Masan. Anh chị em Masan đúng không? Mua Masan đâu đó trên này 77 76 đúng không? Đây, giữa cái khoảng khoảng cái vùng này. 76 77 bị anh chị em chịu không nổi đó, anh chị em bán giờ anh nghĩ ở đây đi, mua đây đi. Mua đây nè, ok, rút chân đẹp quá, rất là đẹp đúng không? Ok, 76.8 nè, mua rút chân rất là đẹp, ok. Rồi mua đây xong bây giờ hàng hàng về cái lỗ nè, các lỗ nè. Anh chị em chịu không nổi anh chị em bán, anh chị em nghĩ anh chị em bán cho ai? Anh em nghĩ bán cho ai? Anh chị em nghĩ nhỏ lẻ khác có phải là có sẵn lòng để mua mua cổ của anh chị em không? Nhỏ lẻ khác có sẵn lòng để mua Masan trong cái tình trạng thái tình huống thị trường như lúc này, nhỏ lẻ có mua của anh chị em không? Hoặc có bất kỳ cái mã nào khác cũng được trơn á, anh em lấy ví dụ như đây anh em nhìn vol nè đúng không, vol thấp tiệt đúng không, HSG, ví dụ HSG cũng vậy, HSG nè, tương tự như vậy ha, cũng quá trình kéo trộm ATC, mua ATC anh chị em nghĩ nè, bán nè, vùng thấp tiệt nè, anh chị em bán HSG bán cho ai? Đúng không? Bán cho ai? Bán cho ai? Có nhỏ lẻ nào mà gọi là rất là thèm muốn và rất là muốn mua HSG trong giai đoạn này không? Hoặc là được một cái đội nhóm nào nói là anh chị em mua nhiều HSG vô chưa? Có không? Chắc chắn là không ha. Cho nên là anh chị em bán ra bây giờ thực tế là gì? Chỉ bán cho tiền lớn thôi. Ha. Ở đó mình không có muốn thay đổi cái suy nghĩ của số đông hay gì cả, nhưng anh chị em cứ tự mình kiểm chứng ha. Thì đối với mình giờ đây là một giai đoạn rất là an toàn để đầu tư, và giai đoạn an toàn để đầu tư hoàn toàn khác với giai đoạn kiếm tiền, hai cái đó là hai cái hoàn toàn khác nhau. Anh chị em trong giai đoạn rất an toàn để đầu tư, ví dụ như là gì, anh chị em mua một cái dự án từ lúc nó sơ khơi sơ sơ lúc nó nguyên sơ, lúc mà xung quanh chưa phát triển gì hết và giá nó rất là thấp, ok, đó là giai đoạn an toàn để đầu tư, chứ không phải là giai đoạn đi kiếm tiền. Anh chị em mua cái đó xong nó xây xong cái nhà, rồi từ cái nhà bán nó có thể xảy ra trong vòng cái 5 năm 10 năm mà đúng không, từ một căn hai 2 tỷ nó lên tới 5 tỷ xảy ra trong vòng 5 năm 7-8 năm. Giai đoạn để kiếm tiền nó hoàn toàn khác với giai đoạn đầu tư. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đối với mình thị trường hôm nay vô hơi cao hơn nhưng mà vẫn thấp hơn trung bình 20 ngày ha, vẫn thấp hơn trung bình 20 ngày. Và cái cách vận động của nó thì đối với mình cũng cũng bình thường thôi ha, giai đoạn này cũng bình thường thôi, không có cái vấn đề gì cả. Ví dụ như hôm qua Dow Jones giảm mạnh thì hôm nay nó sẽ có cớ để mà đạp mạnh, tại vì anh chị em nhìn ha, thị trường mà yếu và nó thật nha, thị trường yếu nha. Trong VN 100 anh chị em sẽ không có BCG tăng 5%, HDG tăng 2.4%, Nam Long tăng 2%, Nam Kim tăng 1.5%, Đích tăng 1.2% đúng không? CTD tăng 1% đúng không? DXG cũng tăng đâu đó 1% ha, trong thị trường yếu không bao giờ có những cái chuyện như vậy đâu anh chị em. Không có chuyện gì đây, nó chỉ đơn giản là gì? Luân phiên đạp, luân phiên chỉnh, ông nào cân bằng trước thì ông đó đi lên trước. Và tại sao phải đạp? Có một ý rất quan trọng mình có chia sẻ trong nhóm nè. Mình không nhớ mình viết ở đâu nên thôi mình nói luôn ha. Nhiều bạn hỏi á, là tại sao á, là cái cổ phiếu trong giai đoạn này á, quá trình kéo nó chỉ kéo có 2-3% xong rồi đạp, kéo 2-3% xong rồi đạp, kéo 3% rồi đạp, thì mình mới chia sẻ quan điểm của mình á. Thì bị đơn giản nè, cổ phần lớn nằm trong tay tiền lớn và thậm chí á, là margin cũng dùng cũng tiền lớn cũng đang dùng rất là nhiều margin, mà chủ yếu tiền lớn dùng margin nhỏ lẻ nên là giai đoạn này làm gì có làm margin đâu. Thì có phải là gì, để làm được song song hai việc, thứ nhất là ép bán rũ bỏ nhỏ lẻ, có nghĩa là gì, đạp cổ phiếu để thủng, ví dụ như nhỏ lẻ mua vô là cứ lỗ 5-7% là phải cắt lỗ cắt lỗ cắt lỗ, và đảm bảo cho cái tổng nợ về của mình nó không có giảm. Có nghĩa là gì, là nếu mà anh đạp cái cổ này, anh đạp cái cổ này để ép nhỏ lẻ bán thì anh phải kéo những cổ khác chứ, để tổng tiền chúng ta không có bị âm, không bị giảm nhiều chứ, đúng không? Thì đó chính là cái bản chất của cái sự luân phiên mà tiền lớn dùng để mà gọi là gì, mà ép bán rũ bỏ hay là trong một cái pha tích lũy lớn ha. Và nếu như anh chị em nhìn kỹ những cái mà mình chia sẻ như đoạn này thì nói chung là chỉ cần kiên nhẫn ha, anh chị em nhìn ha, những lần chân sóng trước nè, đây nó cũng dập dìu đúng không, và bắt đầu đây cũng có dùng vol thấp nè,
xong nó cũng lên là xong nó đẩy xuống tiếp ha, chưa đủ ha, đây là tiếp tục vốn thấp đó, tiếp tục vốn thấp là thì lại đi lên được, hay là lần này đúng không? Đây anh chị em thấy nè, cũng có những cái đoạn là vốn thấp tưởng đi lên đúng không, nhá tưởng đi lên rồi bắt đầu nhỏ lẻ mới bu vô lại bị đạp tiếp ha, nó phải là lần vốn thấp lần tiếp tục lần thứ hai, cứ mỗi lần như vậy nó kéo cả tháng trời, lần thứ hai thì nó đi lên rồi. Tới cái đoạn này của chúng ta cũng vậy nè, đây nè anh chị em thấy không, có vốn thấp nè, vốn thấp là xuống nè, vốn thấp rồi ok tích lũy tốt rồi lên rồi nhỏ lẻ đu rất nhiều nè, break rồi nè, đây xong tiếp tục làm thêm một hai phát nữa, bây giờ là gì vốn đang cũng đang rất thấp về cái vùng đó ha. Thì như vậy là gì, bản chất cái mình cũng không thể nào mình nói chính xác được cái thời điểm nào nó vào sóng, nhưng cái quá trình là gì tạo ra những cái gọi là gì, những quá trình tích lũy vốn thấp xong rồi kéo, tích lũy vốn thấp xong rồi kéo, tích lũy vốn thấp xong rồi kéo đang diễn ra rất nhiều, những lần trước có khoảng hai ba lần thôi, hai lần thôi, thì lần này đã nhiều hơn như vậy. Cho nên là gì, thực ra thị trường muốn giảm giảm sâu giảm giảm sâu giảm sắp rất là khó, bởi vì cổ phiếu tiền lớn cầm cổ phiếu mà giảm cái gì, tiền lớn vừa cầm cổ phiếu vừa cầm margin, cái việc mà cầm margin này á, nó đến từ hai ý, một là gì, như mình chia sẻ quá trình dùng margin là tốt nhất khi nào, khi mà ở chân sóng, đó là thứ nhất. Cái thứ hai á, là tiền lớn cũng phải dùng margin để mà đấu lại với cái lực mà nước ngoài nó bán mạnh như vậy á, thì nước ngoài phải cân lại, nếu không là cổ phiếu của mà tiền lớn trong nước cầm sẽ bị ảnh hưởng đúng không. Và cái thứ ba nữa là có thể là gì, rất là nhiều doanh nghiệp họ sẽ có thể là thế chấp cổ phiếu để mà vay trong quá trình kinh doanh vân vân, rất là vân vân, nhưng mà chắc chắn margin đoạn này là không phải nhỏ lẻ dùng ha. Khi nào mà nhỏ lẻ ai cũng dùng margin thì khi đó thị trường mới rất là rủi ro. Rồi đó là một số cái chia sẻ của mình ha. Hy vọng là anh chị em, nhất là anh chị em hiệu viên có thể hiểu rất là rõ cái đoạn này. Đây là mình nói, mình chia sẻ lại ha, đây là ví dụ ở đây đi, ví dụ như ở đây đi, thì đây là giai đoạn rất là tốt để đầu tư, nhưng không phải là giai đoạn tốt để kiếm tiền. Thì anh chị em có zoom lên anh chị em sẽ thấy là gì, anh chị em có mua ở đây, mua ở đây, mua ở đây, mua ở đây, 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 ha, thậm chí mua cả trong cái vùng này thì nó vẫn rất an toàn. Bởi vì sao, và nó cũng rất an toàn, và anh chị em mua ở đây thì chẳng lẽ lên đây chút lãi đúng không, anh chị em mua ở đây lại lên đây chốt lại đúng không, không phải. Quá trình mà khi mà anh chị em mua ở vùng này là quá trình mà kiếm tiền là ở vùng này đúng không, chúng ta đang ở vùng này thì anh chị em đừng có nghĩ đến chuyện bán. Câu chuyện mình đã chia sẻ rất nhiều lần về BCG, ABCD rất nhiều lần rồi ha. Một khi chúng ta đã thấy nó là tích lũy thì anh chị em không cần thiết phải bán khi nó đang ở trong cái nền tích lũy ở khung tháng và khung tuần của nó để làm gì cả, đúng không. Và đơn thuần đây là pha tích lũy thì đừng có nghĩ đến chuyện kiếm tiền, chả có ai có lời hết, kể cả tiền lớn cũng vậy. Nó đơn thuần nó là giai đoạn tích lũy, phải giai đoạn thì làm sao mà gọi là để kiếm tiền được. Mọi người nhìn nè, ở vùng này làm sao kiếm tiền, vùng này thì sao kiếm tiền đúng không, vùng này là vùng để đầu tư và vùng này là vùng để kiếm tiền. Thì khi đi lên đúng không, kẹt tiền quá ok ở đây bán vẫn tốt hơn rất nhiều, kẹt tiền quá ok ở đây bán đúng không, đây mới là đoạn để kiếm tiền. Cho nên là anh chị em cứ hỏi bán không, bán không, bán không như đoạn này đối với mình không cần thiết, bán làm gì cho anh chị em, nhưng bán cho ai mới được chứ, vì anh chị em bán cho ai đúng không. Còn cái việc á, mình đã chia sẻ với anh chị em giai đoạn này không đầu tư ngắn hạn được á, là mình đã nói từ mấy tuần trước rồi, anh chị em mà đầu tư ngắn hạn tốt nhất đứng ngoài, không cách nào đầu tư được đoạn này, làm sao đầu tư ngắn hạn được đoạn này đúng không mọi người, không có nào đầu tư ngắn hạn được đoạn này hết. Nhưng nó là một giai đoạn rất là an toàn để đầu tư, gọi gì, dài hạn cũng được, theo sóng cũng được, theo cái gì cũng được hết, đơn giản là như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều.